những đứa con lai ngang trái của thế giới động vật. Thiên nhiên đôi khi cũng lỡ tay ghép đôi những loài tưởng chừng chẳng liên quan, tạo ra mấy nhóc con lai trông vừa độc đáo lại vừa đáng yêu. Từ trước đến giờ, ai mà chẳng mê con lai, động vật cũng không ngoại lệ đâu nhé. Cùng dạo một vòng để ngắm nghía những cặp đôi định mệnh trong giới động vật và xem chúng tạo ra những đứa con ngộ nghĩnh thế nào nhé. 1. Cừu dê. Tuy cừu và dê có vẻ ngoài khá giống nhau và có thể phối giống, nhưng việc tạo ra một con lai cừu dê là rất hiếm. Vì cừu có 54 nhiễm sắc thể, trong khi dê lại có đến 60, khiến đa phần con lai không thể phát triển đầy đủ. Những chú cừu dê hiếm hoi may mắn sinh tồn sẽ có ngoại hình độc nhất, sừng dài cong của dê và bộ lông xoăn xù xì của cừu. Đặc biệt, có một số con sở hữu đến 4 chiếc sừng, với hai sừng xoắn đặc trưng của loài cừu. Cừu dê là sản phẩm tuyệt vời của tự nhiên và cũng cực kỳ hiếm, số lượng của chúng có thể đếm được trên đầu ngón tay. 2. Cá hồng mỏ vẹt. Là kết quả của cuộc lai tạo giữa cá Midas và cá quỷ đỏ. Loài cá hồng mỏ vẹt có vẻ ngoài không thể nhầm lẫn với màu đỏ cam rực rỡ và cái miệng tròn trĩnh như mỏ két. Cá hồng két được lai tạo lần đầu ở Đài Loan năm 1986 và nhờ dễ nuôi, chúng nhanh chóng chiếm cảm tình của dân chơi cá cảnh toàn cầu. Không dừng ở đó, người ta còn phát triển thêm nhiều loại hồng két đặc sản như hồng két đuôi hình trái tim, hồng két xăm trổ đủ màu sắc hay hồng két kinh cong với kích cỡ bự chảng và sắc hồng rực rỡ như pháo hoa. 3. Gà lôi lai. Gà lôi, hay còn gọi là chim trĩ, nổi tiếng với bộ lông sặc sỡ và phong phú. Con trống thường có bộ lông đẹp lộng lẫy, là niềm cảm hứng của những người yêu cái đẹp trong giới động vật. Do có giá trị thẩm mỹ cao, gà lôi thường được lai giống để tạo ra các màu lông mới lạ. Một trong những cuộc lai tạo nổi tiếng nhất là giữa gà lôi hoàng đế và gà lôi quý phi, tạo ra bộ lông như một tác phẩm nghệ thuật kết hợp hoàn hảo giữa hai loài. Hậu duệ của cặp đôi hoàng tộc này thực sự sở hữu vẻ đẹp không thua kém bất kỳ loại chim cảnh nào. 4. Mèo Savannah. Năm 2001, mèo Savannah được Hiệp hội Mèo Quốc tế công nhận là giống mèo chính thức. Thực chất, mèo Savannah là con lai giữa mèo nhà và mèo sơ vổ châu Phi. Loài mèo này có kích thước cực kỳ ấn tượng, có thể dài đến 1m và cao 50cm. Với đôi chân dài miên man, mèo Savannah có khả năng nhảy cao tới 2,5m từ vị trí đứng, khiến nó có danh hiệu vận động viên nhảy cao trong giới mèo. Nhưng điều đặc biệt nhất ở mèo Savannah là tính cách không giống ai, chúng gần gũi, thân thiện và trung thành như chó. Bạn có thể dễ dàng huấn luyện chúng đi dạo bằng dây, chơi đếm bắt, thậm chí là tự mở cửa. Với sự pha trộn giữa mèo và chó, Savannah là loài vật kỳ lạ, nhưng một khi yêu mến chúng, bạn sẽ khó lòng cưỡng lại được sự quyến rũ không đụng hàng của chúng.